việc chào quý vị và các bạn thân mến đây là cái vỏ thùng à, loa của Nhật vỏ khủng nha bạn nào à, thích đam mê độ chế à, mua được giá bán luôn vỏ này bắt 40 38 bắt cũng vừa 40 bắt cũng vừa nha rồi quan trọng là mình dời cái lỗ ốc nó nằm ở bên trong á rồi thì cái uh, loại vỏ này thì quý vị hoặc bạn uh, thấy rất là nhiều uh, anh em mà uh, đam mê ba cái lo đồng trục đồ này nọ đó hay là uh, hay là độ chế cái vỏ kiểu này đó. vỏ này mà nếu mà thùng gỗ lạng thì nó rất là mất tiền đây là cái thùng này là giáng xi gián quý vị da da cái lớp da rất là mềm cái lớp da rất là mềm thùng đẹp không có bể nở đó bữa hổm có mấy bạn hỏi đó mà mình chưa có bán đó, có hai quay sách hai bên bằng sắt bằng nhôm vậy đó chứ không phải bằng mũ nha rồi cái cái họng càng giữa này để mình đo coi nó nhiêu mình tính cái đường cái đường ấy thôi nha tính cái cái lỗ thôi là 34,5 từ từ đây qua đây là 34,5 nè mình tính lọt lòng nha lọt lòng là 10 đây đây là 10,5 chiều đứng này là 10,5 này qua đây, đây 34,5 thì cái chiều đứng của 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 cái, cái cái, lỗ nhỏ này thì nó cũng bằng cái lỗ này nha Đó. À. thì uh, độ chế mà về thì mình uh, nếu mà không không cái uh, khu trên này nó không vừa thì mình lấy ván mình úp vào đơn giản thôi mình không thích xài hai cái lỗ nhỏ này hai chép nhỏ này thì mình Uh, lấy quán mình nhét lại rồi mình sẽ chép lớn đó là tùy mấy ông độ chế như thế nào đó thì độ chế nha lỗ thông hơi nằm ở dưới nè đó. rồi đo kích thước thùng ngang là 60 mươi uh, ngang là 63 thùng này là ship uh, mệt đó ngang 63 sâu là 40 đó. cao cao là 90 đó tính luôn cái bánh xe là cao 90 đó rồi thì à, quý vị nào thích thì alo được giá thì bán cặp vỏ này là đẹp đó. quý vị nào mà thích chơi cái kiểu mà đại gia đó thì mua về à, lên gỗ lạng lột cái lớp da này ra cái này là lớp da rất là dễ lấy à, tháo ốc mấy góc này rồi lột lột nó ra thôi lên gỗ lạng cái vỏ này đẹp trưng bày làm gì đó làm tùy mục đích lậu này đánh tiếng bát rất là tốt đó cặp vỏ này mà nếu mà ship đi ship đi các tỉnh như là ở miền bắc như hà nội đồ đó mình nghĩ chắc cả, cả triệu tiền ship đó thì quý vị lưu ý nó khoảng bảy 800 chứ không ít đâu mà mình đóng cho quý vị đi thì cặp này mua thùng xốp không chắc cũng 7 800 ngàn cả triệu bạc tiền thùng xốp. Tại mình thường là mình đóng thùng xốp mới không à. Đó, mà đóng thùng loại thùng xốp dày cho quý vị chứ không có không có mua mà thùng xốp cũ cho nên giá nó cũng mắc. Rồi quý vị nào cần á nhiệt tình thì liên hệ. Chào quý vị.